Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Showbiz News. Chúc các bạn luôn tràn đầy năng lượng và niềm vui trong cuộc sống. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Với khối tài sản hơn 100 triệu nhân dân tệ, chưa từng bị tung scandal, anh bảo vệ Triệu Lệ Dĩnh suốt nhiều năm qua, ngay cả Phùng Thiệu Phong cũng phải ghen tị. Trong làng giải trí hiện nay, có rất nhiều ngôi sao, thành công của họ phụ thuộc vào nỗ lực của chính mình. Ở một mức độ nhất định, họ có thế lực vô cùng quyền lực đằng sau chống lưng. Trên thực tế, chỉ dựa vào năng lực của họ thôi thì không đủ để mọi người phát hiện ra, họ phải có quý nhân giúp đỡ. Người ta nói, trên con đường thành công trong làng giải trí, ngoài thực lực, bạn cần phải có nhân cách tốt. Ô dù lớn, Triệu Lệ Dĩnh ra đi từ vùng quê nghèo với những cánh đồng lúa mênh mông, với những vụ bắp vàng óng ả, xuất thân bình thường, nỗ lực không mệt mỏi gây dựng danh tiếng và tạo chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí. Khi sự nghiệp ở đỉnh cao, cô quyết định đi đến hôn nhân và sinh con. Nhiều người lo lắng rằng Phùng Thiệu Phong sẽ đi chệch khỏi những chuẩn mực đạo đức thông thường và tìm kiếm những lợi ích tình cảm và tình dục không chính đáng. Vì anh là một tay chơi có tiếng trong giới giải trí, anh từng bị tung nhiều tin đồn tình cảm với nhiều sao nữ và người nổi tiếng. May mắn thay, Phùng Thiệu Phong đã chăm sóc Triệu Lệ Dĩnh rất chu đáo trong thời gian cô mang thai. Thế nhưng, anh cũng chỉ xuất hiện trong cuộc đời của Triệu Lệ Dĩnh thoảng qua và không thể là chỗ dựa cho cô trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống. Nếu càng tìm hiểu về mối quan hệ của Triệu Lệ Dĩnh, các bạn có thể thấy cô được rất nhiều người đàn ông yêu quý, đứng sau che chở và bảo vệ. Ví dụ như mối quan hệ anh em với Chu Dịch Vĩ, một diễn viên nổi tiếng, họ quen nhau từ bộ phim Tân Hoàn Châu Cách Cách. Anh bên cạnh cô suốt 9 năm, không chỉ giúp cô trong sự nghiệp mà còn cả trong cuộc sống. Năm 2014, cô có cơ duyên hợp tác với sao nam đình đám và giàu có bậc nhất làng giải trí xứ Trung trong bộ phim Hoa Thiên Cốt, đó là Hoắc Kiến Hoa. Anh từng chia sẻ, Triệu Lệ Dĩnh là người khó khăn nhất và vất vả nhất trong tất cả các nữ diễn viên mà anh từng hợp tác. Chưa từng thấy nữ diễn viên nào có thể phấn đấu hoàn mỹ như Triệu Lệ Dĩnh, không ngại gian khổ đến vậy. Chính vì vậy, Hoắc Kiến Hoa rất ngưỡng mộ cô. Vì vậy, anh đã thẳng thắn đứng về phía Triệu Lệ Dĩnh, chỉ cần cô có thể làm việc chăm chỉ và an toàn vùng vẫy trong làng giải trí là có được kết quả như ý muốn. Hoắc Kiến Hoa cho biết, nếu Triệu Lệ Dĩnh gặp bất cứ khó khăn gì, vướng mắc gì, anh nhất định sẽ là chỗ dựa vững chắc, ủng hộ và động viên cô. Người hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh quả thực cảm thấy rất yên tâm. Ngoài hai người đàn ông trên, còn có một nam diễn viên tên là Đinh Tử Tuấn. Anh là một diễn viên, một đạo diễn, một nhà sản xuất phim nổi tiếng ở Hồng Kông. Không những thế, anh là thế hệ thứ hai giàu có và quyền lực. Nền tảng gia đình của anh ấy rất vững chắc. Đối với anh, bắn súng chỉ là một thú vui. Năm 2012, anh và Triệu Lệ Dĩnh có cơ hội hợp tác trong bộ phim Truy Ngư Truyền Kỳ. Năm 2014, họ tái hợp trong bộ phim Bí Mật Của Người Vợ. Tuy trong hai bộ phim họ không phải là cặp đôi, song Tử Tuấn thích sự mạnh mẽ của Triệu Lệ Dĩnh, thấy cô giống như loài xương rồng trên sa mạc, vẫn nở hoa, anh nhận cô là em gái và tuyên bố sẽ chăm sóc và bảo vệ cô. Anh từng buông những lời cay độc đó trong làng giải trí, ai dám bắt nạt Triệu Lệ Dĩnh, anh sẽ không buông tha cho hắn. Trong giới giải trí lúc bấy giờ, ít người dám xúc phạm Triệu Lệ Dĩnh. Đinh Tử Tuấn đã tạo ra một lá chắn thép, đã bảo vệ, đã giúp Triệu Lệ Dĩnh yên tâm phấn đấu cho sự nghiệp diễn xuất và củng cố địa vị, quyền lực trong làng giải trí nhiều năm qua. Tình cảm này thật sâu sắc, người ta ước tính rằng ngay cả Phùng Thiệu Phong cũng sẽ ghen tị với anh ta. Nhiều người cũng có thể rất khó hiểu, Đinh Tử Tuấn và Triệu Lệ Dĩnh không sinh ra cùng một nơi, hoàn cảnh khác nhau, tại sao lại trở thành anh em một nhà? Đinh Tử Tuấn bước vào làng giải trí từ những năm đầu, anh đóng rất nhiều vai, sau đó anh đóng phim Truy Ngư Truyền Kỳ, gặp Triệu Lệ Dĩnh. Khi đó Triệu Lệ Dĩnh chưa được nhiều người biết đến, nhưng sau khi nhìn thấy tinh thần lạc quan và sự mạnh mẽ của Triệu Lệ Dĩnh, Đinh Tử Tuấn rất thích cô gái này. Cả hai thường xuyên thân thiết và trở thành những người bạn rất tốt. Vì Đinh Tử Tuấn lớn tuổi hơn nên Triệu Lệ Dĩnh nhận anh là anh trai của cô. Sau khi Triệu Lệ Dĩnh nổi tiếng, rất nhiều tư liệu đen xuất hiện để ủng hộ Triệu Lệ Dĩnh, Đinh Tử Tuấn cũng đã đứng ra giúp đỡ cô, có thể thấy quan hệ giữa hai người thực sự tốt. Trước khi quen Triệu Lệ Dĩnh, Đinh Tử Tuấn đã kết hôn rồi, vợ của Đinh Tử Tuấn cũng đồng ý làm chị dâu của Triệu Lệ Dĩnh. Quan hệ của cô ấy với Triệu Lệ Dĩnh cũng rất tốt. Phu nhân Tử Tuấn từng chia sẻ, Tiểu Triệu là một cô gái thẳng thắn, chân thành hiếm có trong làng giải trí xứ Trung. Có người từng thắc mắc với tôi về mối quan hệ giữa Tiểu Triệu và ông xã Tử Tuấn. Giữa hai con người xa lạ ấy, chắc hẳn có mối quan hệ mập mờ. Song với tôi, nhân cách của cô ấy thật trong sáng. Cô ấy không phải là người sống vụ lợi, tính toán. Triệu Lệ Dĩnh có trái tim nhân hậu và bao dung, mạnh mẽ và độc lập. Chính vì thế mà vợ chồng tôi yêu quý Tiểu Triệu và chúng tôi là một gia đình.
Điều đó được khẳng định qua mối quan hệ tốt đẹp nhiều năm của Triệu Lệ Dĩnh và Đinh Tử Tuấn. Sinh nhật lần thứ 34 vừa qua của Triệu Lệ Dĩnh, Đinh Tử Tuấn từ Hồng Kông đã bay sang Đại Lục cùng đón sinh nhật sớm với em gái Triệu Lệ Dĩnh. Họ bên nhau trông thật hoan hỉ và hạnh phúc. Mong rằng tình bạn đẹp đẽ và keo sơn ấy luôn là động lực để họ hướng tới những mục tiêu cao đẹp hơn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành với Showbiz News. Video của mình xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.